tớ mánh xót ba cam thì là một break phân ích đó vệ tị bấy đại chứ vệ xì ở rằm một phần mà chụp cho môi nâng nét khả hạn là bởi dưới nâng cổng Comedy All Star trong xua trăng trăng món lâu dụ phía mình bảo bốn con hay nâng bà nhóm miên này bà cùng phía xong tốt bà miên miên này nè miên này miên bất hay nâng bà miên này bà mà nè hãy mùi ổ lươn đá nè ổ cực thứ bà xua tất khang theory về mình bảo bốn con hay nâng mình xong xa bà xong xong xa hai nè sổ khẽ là anh nhật chân ạ cứ trăng trăng chân bà nè xong xa đó bà lốt bà tam bộ đồ miên lư máu thọc chọc sái cơ cứ chơi đà ra một đèn bà bà xa ra một đèn con có phương mạng đá bà bà hát có tiếng á chếp chiếng đấy mà mẹ chất chất prăm chất cốt bà cái ở đây đây hộp prăm hộp prăm cốt cốt bà cái bà chăn đấy bà chăn bà chăn đá nè bà chăn cốt bà cái bà chăn đấy cái kia bà chăn bà chăn bà này thà chân lứt tại sao cái dương này chất sợi ấy chân tơ được có miên rương ra cô xong cô xong cô xong cô xong chứ lúc công phép mình bê đây tên nào mà nào miền kỳ quan trô xong phó rụp rưu có bê đàn nè fan bởi dưới quạt quan trô áo dưới cái chất ta khá ngờ đón phía dưới nó có phần chăn đi áp bỏ phần chăn có dưới nữa thôi mà đá dưới kia này kia lá và đây xong hả con mua là bà lên nhau bà về con mua chứ bà lên à bà lên từ bố có phần chăn đấy ở bê đây có phần chăn mà đón dư tới hòm luôn bạn dư đá dư đá nè ai tích mà anh dư mà anh bà ngày pin gì đấy bằng ngày pin gì đã dư ai chỗ bay một ngày chứ mà đấy bà trong số lục cũng phải đại chủ môi nâng hiện để cao bậc cốt bán tốt thầm mà đã dừng rút cho ra chủ môi nâng dương bậc cốt nhức nhọt tiền tới vì ai thôi dương mình khánh khứ thấp cất tha về đại fan là chết rồi còn bậc quân là chết ai không khánh khứ thì ai pay đấy sập pay đấy ai dừng ai pay sập pay đấy một thầm mà đã dừng bậc cốt pay đó mình tái cà phê hay ồ mình đã cà phê vậy luôn dừng bậc cốt một cốt dừng luôn về đại sầm nạp đó dừng luôn ở là ông mình thì anh kia lá chỉ bảo vì sao mũi đá chúng ta dùng chọn thay cho nên kia lá thông thường clip gọi bạn nè sẽ bảo bao xong thoát đúng mũi sờ lọc rồi thấy đồng hợp với đó không cần clip à lên chơi đời xa tại nước nông ni có một nước thà khai sạt nè ừ ố chết tôi chờ lắm vậy à lên chơi xôm ao thì rí hay nâng cục phe bật phun nền sàn nằm ở cái bãi phạm khẩn toán cứ xôm nền từ phía bật phun nền ở chết cảm thấy bây giờ có miếng chè cà đồ bị xe chun đào nên làm mình nè xôm nè tự bị bật nảy sân ok cầm càng nghĩ xôm vô nơi cà đồ anh út sao vậy đi đài nè ngay cột bạch chết á sư bố cột bạch chết đã mà nắm nè ngay cột bạch chết nè ngay á nè tìm hai nơi cùng phe kết tha ai chặt tua bàn thế bà xin chỉ chụp chung với nó sẵn để dừng khai bằng phần toàn đằng này bọn anh lấy dương chập đám ba trùng mối bị bảy yeah. Mà hộp nữa nghe mấy lô phải lần tết chứ mấy nhỉ mới mà hộp ấy cái cô tuần nô mới xong sai vậy đi xong sai phi long phi lệ còn mình phi long phi lệ lẹ cả nã đôi chị à thế xong sai cái xong sai ta nè bộ pha lẹ khluôn sai nhà khả năng ấy chẳng á nè á ấy nè gà rất nâng cà rốt mềm mà mềm nhưng quả sạ mới đắng này cà rốt mềm nhưng sạ hơi đắng cà rốt mềm ăn bốn liền tại hai đấy chung ăn là hai đấy mà vô bà lại mong phẩm vô pua hay máu này từng pi bộ khai pua phẩm chung ăn vô chút xíu răng mấy cá tại lúc đấy bà con chỉ chung ăn thả hai ấy bàn mình bàn lại một chán nơi lơ tọc chẳng đắng chẳng triếm chúc chúng mày nắng video clip xíu ở đó mùi chẳng đắng thì chia bay để từng pi sống triếm từng ngọc này tôi sẽ đôi tờ tự hi babe good morning je viens de me réveiller so happy late Valentine's Day. I love you and I miss you and I wish I was there with you right now. You're on TV, huh? So be careful. Don't fall. Someone wants to say hi? Hello? So somebody asked how did we meet? And I would just say pizza and wine and being in the right place at the right time. On Soreng Bang! Songsa, songsa. Video này xin làm khăng tiếng kế cứ khang lục thề rì đại chi minh rì đã bỏ quán có tay đặt xuyên chân cổ bế được có bên này, à lỡ lỡ xuống một mắt ta con nơi nào đây là phải chịu bọn này Canada con nước Canada
មួយនៅប្រាំងមួយកាន់ដៃយោគនេះឃើញណាគាត់គាត់អ្នកទៅពីជប់នេះទៅពេលណាដែរណាសោះខ្មែរគេចេះរោនេះឃើញណោះមួយនៅប្រាំងមួយនៅកាន់ដៃជប់នេះនៅខ្មែរជប់នេះពេលណាដែរអឺ3ឆ្នាំមុនតាកតោនឹងបន្លែមួយចានប្រកបជាមានរឿងរ៉ាវធារីចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែទេអត់សូវអត់សូវចិត្តអត់សូវចិត្តហេតុអីបានអត់ចូលចិត្តចូលចិត្តញ៉ាំតែប៉ាស្តាមួយបន្លែអឺសាច់សាច់ឆ្អិនជាងហេតុអីបានចូលចិត្តសាច់មន់អត់ចូលចិត្តបន្លែពោះបន្លែក៏ជាផ្នែកជំនួយដល់សុខភាពដែរហេតុអីក៏យើងមិនជាសូវចូលចិត្តមកពីទូចមកយើងមកត្រឡប់ឲ្យញ៉ាំសាច់ឬក៏មិនបាទខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំតែសាច់រហូតពីទូចសាច់អីដែលចូលចិត្តជាងគេសាច់មន់ចុះខាងលោកកំភៈចូលចិត្តបន្លែទេចូលចិត្តតាមចូលចិត្តណាព្រោះនេះបើសិនជាពីស្ទឹកអីវិញដាក់សាច់គោត្រឡប់តិចតិចកុំឲ្យច្រើនណាត្រឡប់ខ្លាញ់តិចតិចមកអីស្ទើរឆៅស្ទើរឆ្អិនដាក់ពឹបពីលើមកយើងមានទឹកបន្តិចតិចមកសែកហោមកកែមកមួយនៃពុនណាពឹបពឹបពើងពើងសិបនាទីយកមួយទៀតបត់ចេះញ៉ាំស្រាវបាទអត់ចេះញ៉ាំទេបាទយើងអត់ចេះញ៉ាំយើងលើកកែវធម្មតាទឹកធម្មតាអឺចង់បន្តរឿងរ៉ាវច្រើនទៀតទៅទៅជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវសីអារម្មណ៍តែគៀកចិត្តដល់លើការបញ្ចប់នៃកម្មវិធីតែដោយសារតែនៅពេលនេះអ្នកទី2គឺជាកីឡាករ2រូបដែលទទួលបានជ័យជំនះលើការប្រកួតជាច្រើនហើយក៏មានការទទួលបានជោគជ័យនៅលើវិស័យជាអ្នកកីឡាបាល់ទាត់ចង់ឲ្យទី1សូមឲ្យលោកកំភៈមានការរៀបរាប់បន្តិចជាមួយនឹងបទពិសោធន៍នៃការប្រកួតបាល់ទាត់ហើយនឹងផ្ដល់ឲ្យបទពិសោធន៍ដល់បងប្អូនដែលជាអ្នកចូលចិត្តនឹងស្នេហាកីឡាបាល់ទាត់នឹងក៏គាត់គួរធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីខ្លាចខ្លួនជាកីឡាករដ៏ល្អមួយរូបនៅទទួលបានជ័យលាភីដូចនេះតោះនិយាយថាបើសិនជាបងប្អូនក្មេងៗជាពិសេសក៏យុវជនយើងដែលគាត់ចង់ខ្លាចខ្លួនជាកីឡាករល្អកាន់ផុសគឺគាត់ត្រូវតែមានការព្យាយាមណត់ព្យាយាមបាទណត់ហើយការតាំងចិត្តខ្ពស់ហើយជាពិសេសបំផុតនោះគឺការគោរពវិន័យដើម្បីខ្លាចជាកីឡាបាល់ទាត់ដល់គំរូនៅទទួលបានជោគជ័យក៏ទីមួយជាផុតអំពីគ្រឿងញៀនប្រឹងប្រែងហាត់កីឡាហូបបានគ្រប់គ្រាន់ហើយសំខាន់តាមទីគឺការប្រឹងប្រែងតស៊ូជាចំណុចជោគជ័យរបស់អ្នកកីឡាគ្រប់រូបមិនថាតែអ្នកកីឡាគឺវិស័យទាំងអស់បើសិនជាគ្មានការខំប្រឹងប្រែងការយកចិត្តទុកដាក់ហើយមួយទៀតគិតភាពជោគជ័យមិនមែនការឡើងនៃការលេងសើចទេគឺដោយសារការអំណត់ការតស៊ូការព្យាយាមដោយឈរលើគោលជំហរដ៏ប្រុងប្រយ័ត្ននិងមានការធ្វើដោយមិនមានការលេងសើចយើងក៏ឈានដល់ពេលវេលាចិត្តបញ្ចប់នៃកម្មវិធីក៏មានអីតិចតិចដែរដើម្បីធ្វើអ្នកសៀអារម្មណ៍បន្តទៀតប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់នៅកម្មវិធីខ្ញុំបាទអរគុណដល់អ្នកទាំងពីរដែលបានចំណាយពេលវេលាមិនឡាយជួយរកកម្មវិធីរបស់យើងជូនពរអ្នកទាំងពីរក៏ដូចជាក្រុមខេមរៈអូស្តានិងកីឡាករទាំងអស់របស់កម្ពុជាសូមមានភាពជោគជ័យនិងសុខភាពល្អអាយុជឿនយូរហើយសំខាន់ទៀតគឺមានការតស៊ូបន្តទៀតដើម្បីឲ្យបរទេសពិសេសគឺអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាវិស័យកីឡារបស់យើងកំពុងតែមានភាពរីកចម្រើននិងទទួលស្គាល់ថាវិស័យកីឡារបស់យើងកំពុងតែមានការពេញនិយមនិងល្បីដូចអរិយប្រទេសនៅក្នុងពេលអនាគតបាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណផងដែរដល់ Sami Hanigan នៅក្នុងការបញ្ចប់នៅកម្មវិធីក៏សូមអរគុណនិងជូនពរអ្នកទទួលបានក្តីសុខដ៏ចម្រើនក៏ដូចជាការសម្ដែងគ្រប់ភារកិច្ចយើងក៏នៅមានកាដូពិសេសមួយពីអ្នកទាំងពីរជូនដល់លោកអ្នកចង់ដឹងតែជាអ្វីសូមកុំតន់អាដូប៉ុសទស្សនាជាបន្តដូចតទៅបងខ្ញុំបាយគ្នាមិនចាខ្ញុំមានសរសាថ្មីគេសាជាមួយឯងសង្ហាជាមួយឯងហើយធំជាមួយឯងឃើញលោកអូនដើរគៀងកោយនឹងព្រោះថ្មីព្រមសំដីដែលរូងបងធ្លាប់បានប្រាប់ឃើញអូនភ្លៀមបេះដូងបងត្រូវជួយចាប់ប្រាំមកអូនបោកប្រាំងបងដើមវៃវៃមិនយល់ខ្លួនឯងហេតុអ្វីនៅតែស្នេហ៍ថ្លៃគេបោករាល់ថ្ងៃចិត្តនៅតែស្រឡាញ់សំខ្លួនឯងណែនខ្លៅសំខ្លួនឯងនឹងស្នេហ៍ទៅខ្លួនមានដំបាននៅសុទ្រាំឲ្យគេចារុំសំត្រង់តែស្រឡាញ់អូនសំស្មួនតែស្រឡាញ់គេសំលឿនគ្រប់យ៉ាងតែមានមេបោកប្រាំងបងចាំរត់ថ្ងៃព្រោះថ្ងៃក្បន់ចិត្ត
ន្យាអូនថាស្នេហ៍មួយជីវិតតែក៏ពិនបងមិនយកបងកំដងចង់មានថ្មីតែនៅខំធ្វើជាលរួញមិនតយកនាងថ្មីផ្សេងខមិនយកខ្លួនឯងហេតុអ្វីនៅតែស្នេហ៍ថ្លៃគេបោកប្រោះថ្ងៃចិត្តនៅតែស្រឡាញ់សំខួនឯងណែនមិនខ្លៅសំខួនឯងនឹងស្នេហ៍ពៅខ្លួនមានដំបៅនៅស៊ូទ្រាំឲ្យគេចារុញសំប្រងតែស្រឡាញ់អូនសំស្ងួនតែស្រឡាញ់គេសំរឿងគ្រប់យ៉ាងតែមានមេបោកប្រាំងបងអនុសាកន្លងប្រែជាអត់ន័យជាចាំរោថ្ងៃទូថ្លៃក្បន់ចិត្តសំខួនឯងណែនមុំខ្លៅសំខួនឯងលងស្នេហ៍ពៅខ្លួនមានដំបៅនៅស៊ូទ្រាំឲ្យគេចារុញសំប្រងតែស្រឡាញ់អូនសំស្ងួនតែស្រឡាញ់គេសំរឿងគ្រប់យ៉ាងតែមានមេបោកប្រាំងបងអនុសាកន្លងប្រែជាអត់ន័យជាចាំរត់ថ្ងៃព្រោះថ្លៃក្បន់ចិត្តឡើងចេះដោយសារតែនៅក្នុងនេះក៏មុននឹងថាខ្លាចសัตว์ណែអូចិត្តច្រឡំនិយាយឥឡូវចេះសូមឲ្យធារីហើយនឹងកុភៈបិទភ្នែកសិនដើម្បីកុំឲ្យប្រាប់គ្នាទាន់គឺសូមអ្នកទាំងពីរបិទភ្នែកឲ្យចិត្តកម្មវិធីយើងក៏មានជាកាដូពិសេសជូនដល់អ្នកណាម្នាក់សូមអ្នកទាំងពីរបិទភ្នែកសិនអូខេក្រុមការងារសូមយកនៅកាដូអនុស្សាវរីយ៍ដែលនឹងឲ្យគ្របអាចិតអេស្រួលបោះគ្របអាចិតដាក់មិនដាក់ហ្នឹងហើយគ្របអាចិតហ្នឹងហើយអេអេត្រៀមហើយនៅកុម្ភៈគិតថាអាចទទួលបានទេបើសិនជាជួបជាមួយនឹងសត្វដែលយើងខ្លាចបំផុតតន់ដឹងដែរបងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបើកទ្រុង1 2 3អេមកហូបហ្នឹងមិញលុះប្រលឹងបន្តិចទេមិញមើលមកហូបអីគេក៏ទំនោរមិនសង្ស័យអានេះសោះសៃភីឡុងភីឡេក៏មានភីឡុងភីឡេលក្ខណៈដូចអាហេសង្ស័យនេះសង្ស័យតែណែបុផាលាក់ខ្លួនសាច់នៅខាងក្នុងអីចឹងណាអាអីណាករ៉ុតហ្នឹងករ៉ុតមែនមកមែនខ្ញុំគាត់សាកមួយឲ្យដឹងហ៎ករ៉ុតមែនខ្ញុំសាកឲ្យដឹងករ៉ុតមែនអត់ពុលទេតែហេតុអីឆ្ងល់ហេតុនេះមកយកបន្លែហ្មងព្រមយកពោះអីមកនេះទាំងពីរពោះខ្លាចពោះព្រមឆ្ងល់ជួយទៅស៊ីអារម្មណ៍មិនកើតតែលោកនេះប្រកាសជាឆ្ងល់ថាហេតុអីបានមានបន្លែមួយចាននៅលើតុកចង់ដឹងចង់ជ្រាបជួបជាមួយនឹងវីដេអូឃ្លីបស៊ីអារម្មណ៍មួយចង់ដឹងទៅជាអ្វីអ្នកទាំងពីរសូមត្រៀមទាំងអស់គ្នាទស្សនាដូចតទៅ Hi babe good morning
Je viens de me réveiller. So, happy late Valentine's Day. I love you and I miss you and I wish I was there with you right now. You're on TV, huh? So, be careful. Don't fall. Someone wants to say hi? Hello? So, somebody asked how did we meet? And I would just say pizza and wine. Tớ mánh xóa ba cam thì là một break panic đó là vệ tị bấy đại chứ vệ xì hà rằm. Một phần mà chụp cho môi nâng nẹ khả hà đó bởi chứ nâng cổ đồng Comedy All Star. Trong xua trăng trăng món lâu sụp hiện mình bảo bốn câu hay nữa bà. Nhóm miên này bà. Cũng phía xong tốt bà. Miên miên này nè. Miên này. Miên bất hay nữa bà. Miên này. Bà mà nè hả? Mùi. Ồ lươn đá nè. Ồ cái thứ bà. Xua tất khang thời rì về mình bảo bốn câu hay nữa. Mình xong xa hay bà. Xong xong xa hay. Nè sổ kẻ là anh chân ạ. Cứ trăng trăng chân bà. Nè xong xa đó bà lốt bà tam. Bà miên lư máu thọc chọc sái cơ. Cứ chưa đà ra một đèn. Bà bà. Xa ra một tế con có phù mạng đá bà. Bà hát. Cứ tiếng á. Chếp chiếng nế. Mà mẹ chất. Chất bà cái. Ờ đây đây. Học bà cái. Cốt bà cái bà chân nế. Bà chân. Bà chân đá nè. Cốt bà cái bà chân nế. Ê kì bà chân. Bà chân bà nè thà. Chân lứt. Chân lứt. Tôi thật kỳ dương đi chất sợi ấy chân tư đi còn miên rương ra. Vâng. Cô xong, cô xong. Cô xong, cô xong. Chân lúc công phía bình, bê đề tư nà mò nà, miên kì quam trô xông khó rụp rưu có bê đề nè. Phèn bảo dưới quạt quam trô áo dưới cái chất ta kháng ở đoàn phía dưới nó có phần chân nè. Ốp bảo bảo. Bảo phần chân có dưới nó, thôi mà đá, dưới kì nè kì lá, bà đây xông hả. Cô mua lên nhau. Bà? Về con mua chứ bà lê anh. À, có phải lê từ bố có phải chăm đấy hả? Ở bên đây có phải chăm đó, bà đóng du tới hòm luôn bạn. Dù đấy. Dù đấy nè. Ai tích mà anh du mà anh bà? Ngày bên gì đấy. Ngày bên gì đấy. Dù ai chỗ bay buồn ngày chứ mà đấy. Bà. Cho số lục cũng phía đấy. Chúng mới nâng khi nè, cả bà cốt bà tốt thỏa mà đã dừng rút cho ra hơn. Chúng mới nâng dương bà cốt nhức nhọt tiền tới vì ai thôi dương mình khánh khu thấp cất ha. Bê đài fan nó chết rồi có bà phun nó chết ai không khánh khu thì ai pay đấy. Bà sao pay đấy. Ai phê sọc phê đấy mà thòm bà đá dừng bà cua đấy. Phê đó mình ta ca phê hai. Ồ mình bà đá ca phê á. Lùn dừng 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 bà cua. Mình bà cua dừng lùn. Bà. Về đây xâm lạc đó dừng lùn. Lùn. Ồ. Ồ là ồ mình thêm cho bọn kỳ lá chỉ bảo vì sao mùi đá đó. Chúng ta dừng cho thay cho nè kỳ lá thông thân clip của bạn á. Sẽ bảo bọn xong thôi đúng mũi xà lọc. Thường thấy đồng phơ với đá. Không thân clip. Có dự chôn dương là quạt trong khai khuôn chỉ là có lõ. Khán phá của quạt tới thì mình là cáp chi diêm. Cáp chi diêm. Ba, nọt. Hay cá tăng chất khua. Hay chi xem phát nâng cư cá cục bên đây. Đặc biệt khai chi kể là bạn toát. Đó cũng rưu nâng tựa bản chục chế có. Tuy mối chi phát ẩm phì cửa nhiên. Bạn phải hạt kỳ lá. Hội bàn cực quán hay xâm khăn thêm thì cứ cả bằng bằng tỏ xu chứ chứ mà chụp chơi rồi bỏ nè kỳ lá cực rút. Mình thả tới nè kỳ lá cứ vì sao thì ổ bỏ xin chứ khi cả không bằng bằng cả dùng chất tục nặng. Hay mùi thích kết phiếp chụp chơi mình mình cả lòng để cả lấy xa thì cứ đòi xa cầm cả ẩm nót cả tỏ xu cả chơi giếm đào chô là cô dùng hố đọc bằng bằng chắn nâng mình cả phư đòi mình mình cả lấy xa. Dưới có xuyên đọc về chất bằng chọn là cảm thấy cơ miễn anh thích chất này là mấy phần nữa xìa rõ mặt tỏ tiền. Bạn tay muốn được một chọn được cảm thích cho mặt. Ở côn đoàn điện tương phí để bạn chẳng này phí viên mình lại chủ được cảm thích được bỏ dưới. Chúng tôi điện tương phí có được chia Chrome khai về điện Osta nâng. Cái là con tương ổn bảo cầm phí xô miễn phiếp chốc chế nâng sổ cập hiệp lo dự trình dũ hay xâm khán thiết. Cứ miễn cả tổ xúc bằng tháng thiết là mấy bỏ tế vì sẽ cứ ăn trả chiếc tựa sủa thà vì sẽ kể lại bỏ dưới cực phong tái. Miễn phí đi chùm ra nếu tựa sủa thà vì sẽ kể lại bỏ dưới cực phong tái mì cạp bình dung nâng là bây đối ả địa kết tế nâng không phết ả nạ khôn. Bác chứ mắc xôm ọ khôn phong đá đòi xoay bì hèn đi kén. Nếu không có bằng chọn được cảm thí có xôm ọ khôn nâng chung phô lợi tựa bán kết tế sốc đầy chùm ra cực đi chạy xâm rạch cực phết cảnh. Dương cơ nông miễn cả đô vì sẽ mỗi bì nệ từng phí chôn ả lộn nệ chóng nâng tài chiều Nhưng bay kia. Mình chờ. Nhưng mình sao xa thầm mấy. Cái xa chìa một ngày, sẵn hà chìa một ngày, hay không chìa một ngày. Khởi lúc ôn, đã kiếm cao nâng pro thầm mấy. Xong đây đại ruộng bồn thổ ban prap
khơi ôn phliem bê đong bong fine and being in the right place at the right time on so rang bong song sa song sa វីដេអូនេះជាអារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេគឺខាងលោកធីរីដែលជាមិត្តនារីរបស់គាត់គាត់តែងតែស្វីតអញ្ចឹងគ្រប់ពេលឬក៏ពេលដែលឥឡូវលោកស៊ូស៊ូមួយម៉ាត់ទៅគាត់នៅណាដែរឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះកាណាដាគាត់នៅកាណាដាអីមួយនៅបារាំងមួយកាណាដាយកគ្នាឃើញណាគាត់នាក់ទៅពីជប់នេះទៅពេលណាដែរណាសោះខ្មែរគេជួបគ្នាឃើញណាមួយនៅបារាំងមួយនៅកាណាដាជប់នេះនៅខ្មែរជប់នេះពេលណាដែរអឺ3ឆ្នាំមុនតើតោនឹងបន្លែមួយចានប្រកបជាមានរឿងរ៉ាវធារីចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែទេអត់សូវអត់សូវចិត្តអត់សូវចិត្តចិត្តហេតុអីបើអត់ចូលចិត្តចូលចិត្តញ៉ាំតែប៉ាស្តាមួយបន្លែសាច់មាន់ឆ្អិនជាងហេតុអីបានចូលចិត្តសាច់មាន់អត់សូវចូលចិត្តបន្លែព្រោះបន្លែក៏ជាផ្នែកជំនួយដល់សុខភាពដែរហេតុអីក៏យើងមិនជាសូវចូលចិត្តមកពីទូចមកយើងម៉ាក់ត្រឡប់ឲ្យញ៉ាំសាច់ទៅក៏មិនមកខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំតែសាច់រហូតពីទូចសាច់អីដែលចូលចិត្តជាងគេសាច់មាន់ទៅចុះខាងលោកកំភៈចូលចិត្តបន្លែទេចុចចិត្តអងចុចចិត្តណាបងនេះបើសិនជាប៊ីស្តាក់អីវិញដាក់សាច់គោត្រឡប់តិចតិចកុំឲ្យច្រើនណាត្រឡប់ខ្លាញ់តិចតិចមកអីស្ទើរឆៅស្ទើរឆ្អិនដាក់ពឹបពីលើមកយើងមានទឹកបន្តិចតិចមកស្រែកំហមកកែមកមួយនៃពុនណាពឹបពឹបពើងពើង10នាទីយកមួយទៀតបបចេះញ៉ាំស្រាវបាទអត់ចេះញ៉ាំទេបាទយើងអត់ចេះញ៉ាំយើងលើកកែវធម្មតាទឹកធម្មតាអឺចង់បន្តរឿងរ៉ាវច្រើនទៀតទៅទៅជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវសីអារម្មណ៍តែគៀកចិត្តដល់លើការបញ្ចប់នៃកម្មវិធីតែដោយសារតែនៅពេលនេះអ្នកទី2គឺជាកីឡាករ2រូបដែលទទួលបានជ័យជំនះលើការប្រកួតជាច្រើនហើយក៏មានការទទួលបានជោគជ័យនៅលើវិស័យជាអ្នកកីឡាបាល់ទាត់ចង់ឲ្យទី1សូមឲ្យលោកកំភៈមានការរៀបរាប់បន្តិចជាមួយនឹងបទពិសោធន៍នៃការប្រកួតបាល់ទាត់ហើយនឹងផ្ដល់ឲ្យបទពិសោធន៍ដល់បងប្អូនដែលជាអ្នកចូលចិត្តនឹងស្នេហាកីឡាបាល់ទាត់នឹងក៏គាត់គួរធ្វើមកខ្លះដើម្បីខ្លាចខ្លួនជាកីឡាករដ៏ល្អមួយរូបនៅទទួលបានជ័យលាភីដូចនេះចង់និយាយថាបើសិនជាបងប្អូនក្មេងៗជាសេះត្រូវជួយចាប់ប្រាំមកអូនបោកប្រាំងបងតាមបីវៃមិនយល់ខ្លួនឯងហេតុអ្វីនៅតែស្នេហ៍ថ្លៃគេបោករស់ថ្ងៃចិត្តនៅតែស្រលាញ់សំខ្លួនឯងណែនខ្លៅសំខ្លួនឯងនឹងស្នេហ៍ទៅខ្លួនមានដំបាននៅសុទ្រមអោយគេចារុំសំត្រងតែស្រលាញ់អូនសំស្មួនតែស្រលាញ់គេសំលឿនគ្រប់យ៉ាងតែមានមេបោកប្រាំបងអនុសាគំលងប្រែជាអត់ន័យជឿចាំរត់ថ្ងៃព្រោះថ្លៃក្បន់ចិត្តសំយ៉ាអូនថាស្នេហ៍មួយជីវិតតែក៏ពិនបងមិនយកបងគំដងចង់មានថ្មីតែនៅខំធ្វើជាឡរួញមិនតយកនាងថ្មីផ្សេងមិនខមិនយកខ្លួនឯងវិញនៅតែស្នេហ៍ថ្លៃគេបោកប្រោះថ្ងៃចិត្តនេះតែស្រឡាញ់សំខ្លួនឯងណែនមកខ្លៅសំខ្លួនឯងនឹងស្នេហ៍ពើខ្លួនមានដំបៅនៅស៊ូទ្រាំអោយគេចារុំសំប្រងតែស្រឡាញ់អូនសំស្មួនតែស្រឡាញ់គេអំរឿងគ្រប់យ៉ាងតែមានមេបោកប្រាំងបង